chuyến đi bí mật đến thủ đô Kiev và thời chiến. Bài phát biểu đầy xúc động trước lâu đài Warsaw, biểu tượng của Ba Lan được tái thiết sau chiến tranh. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới châu Âu vào cuối tháng 2 vừa qua đã mang đến một thông điệp rằng vị Tổng thống Mỹ này sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào còn có thể. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn đối với Kiev hiện nay có thể là liệu người Mỹ sẽ lựa chọn sát cánh như thế hay không? Cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ hai, kéo theo đó là những thách thức mới đối với nhà tài trợ chính cho Ukraine là chính quyền Tổng thống Joe Biden. Cho dù đảm bảo rằng Ukraine sẽ có các thiết bị cần thiết để chống lại Nga và thúc giục các đồng minh phương Tây hành động nhiều hơn, nhưng nếu cuộc chiến càng kéo dài, những thách thức đó sẽ càng lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh một cách đáng kể sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ của công chúng ở quê nhà đối với việc gửi vũ khí cho Kiev dường như lại là một vấn đề không quá chắc chắn. Bên cạnh sự ủng hộ của công chúng, việc viện trợ vẫn luôn là điều gây tranh cãi trong giới chính trị Washington. Trong tình thế hiện nay, chính quyền ông Biden đang đối mặt với vấn đề phức tạp như thế nào? Phản ứng của công chúng trong những ngày gần đây ra sao? Đảng Cộng Hòa, đảng vẫn luôn đặt mục tiêu nước Mỹ trên hết, đã đưa ra những nhận định mới nhất nào về việc viện trợ cho nước ngoài trong bối cảnh Mỹ cũng đang đối mặt với những thách thức kinh tế? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện Thế giới. Thưa quý vị, vào cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến công du lịch sử đến châu Âu, đặt chân đến vùng chiến sự là thủ đô Kiev của Ukraine. Sau đó, ông đã có một bài phát biểu dài 20 phút tại lâu đài Warsaw của Ba Lan. Tại đây, thì ông đã khẳng định cam kết của Mỹ trong việc viện trợ cho Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết. Thế nhưng, quay lại bối cảnh trong nước, đã có nhiều tranh cãi nổ ra đối với chính sách của ông. Có thể nói, những phát ngôn nổi bật nhất về việc viện trợ Ukraine cho đến nay đến từ các đảng viên của Đảng Cộng Hòa khi vấn đề này tiếp tục gây tranh cãi trong nội bộ đảng. Trong phần đầu của chương trình, hãy cùng điểm xem các đảng viên Cộng Hòa đã đưa ra những phát ngôn mới nhất nào về việc viện trợ khi chiến sự đã bước sang năm thứ hai. Tại chiến trường hiện nay, lực lượng Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vào mùa xuân này với mục tiêu chiếm lại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Xung đột có thể kéo dài trong năm nay hoặc xa hơn nữa. Trong hoàn cảnh đó, liệu thời gian có đứng về phía ai? Nhiều nhà phân tích cũng tự hỏi điều đó. Riêng việc đảm bảo Ukraine phải thành công là một thách thức đối với ông Biden. Ông cần phải thực hiện đúng các cam kết của mình để quân đội Ukraine có đủ trang thiết bị cần thiết theo cách kịp thời nhất có thể. Tại Kiev, ông Biden đã đề cập đến các loại xe tăng, xe bọc thép, hệ thống pháo, đạn dược, bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không và các thiết bị khác được cung cấp trong năm vừa qua, và cam kết sẽ có thể cung cấp nhiều hơn trong năm nay. Trong năm qua, ông Biden đã nói rõ về nhu cầu cấp thiết là Mỹ và các đồng minh châu Âu cần phải thống nhất. Đức đã đồng ý cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine và cũng cho phép các quốc gia khác viện trợ những chiếc xe tăng tương tự trong kho của mình cho Ukraine. Nhưng thông báo chỉ được đưa ra sau khi chính quyền ông Biden phê duyệt việc gửi xe tăng M1 Abrams cho Ukraine. Các binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện, nhưng số lượng xe tăng vẫn thiếu so với những gì các nước đã cam kết viện trợ. Theo nhận định của phóng viên chính trị người Mỹ, ông Dan Brown, các tác động chính trị trong nước đối với ông Biden cho đến nay nhìn chung là thuận lợi khi một bộ phận người Mỹ thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của Ukraine. Nhưng trong những tháng tới, khi chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 nổ ra, cuộc tranh luận về sự hỗ trợ và vai trò lãnh đạo của Mỹ có thể sẽ trở nên gay gắt hơn. Một số ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, nổi bật nhất trong số đó là cựu Tổng thống Donald Trump, là người kịch liệt phản đối xung đột lần này, khi ông đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba và chiến tranh hạt nhân. Cùng lúc đó, Đảng Cộng Hòa cũng đang bất đồng với Nhà Trắng về việc nâng trần nợ, giới hạn số tiền mà Mỹ có thể vay. Các đảng viên Cộng Hòa cũng đang yêu cầu cắt giảm mạnh chi tiêu để khống chế thâm hụt, vào thời điểm Mỹ đang bơm hàng tỷ đô la quân sự và viện trợ khác cho Ukraine. Một số nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa liên minh với cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi hạn chế viện trợ. Vấn đề viện trợ có thể trở thành một quả bóng chính trị trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Khi chiến dịch tranh cử Tổng thống bắt đầu hình thành, các đảng viên Cộng Hòa có thể sẽ tiếp tục chứng kiến việc tranh luận nội bộ về vấn đề Ukraine. Ông Trump từ lâu đã có thái độ hòa nhã với Tổng thống Nga Vladimir Putin và không đặt nặng việc hợp tác liên minh cùng NATO. Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, người có tiềm năng trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm 2024, đã đưa ra những câu hỏi về các chính sách của ông Biden. Ông DeSantis nói trên Fox News rằng Mỹ sẽ không có lợi khi tham gia vào cuộc xung đột ủy nhiệm với Trung Quốc, can dự vào những thứ như vùng biên giới hoặc bán đảo Crimea. Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng Hòa cũng đặt câu hỏi,
liệu Washington có thể duy trì viện trợ cho Ukraine trong bao lâu. Trong khi đó, các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội, những người phản đối gay gắt ông Biden trong hầu hết các vấn đề, lại ủng hộ viện trợ cho quốc phòng Ukraine, thậm chí kêu gọi Washington gửi vũ khí mạnh hơn và nhanh hơn. Trong hội nghị an ninh ở Munich gần đây, lãnh đạo thiểu số Thượng viện ông Mitch McConnell đã nói rõ quan điểm của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Ông nói, chúng tôi cam kết giúp đỡ Ukraine không phải vì những lập luận đạo đức mơ hồ hay trừu tượng như cụm từ bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, mà đúng hơn là vì lợi ích quốc gia cốt lõi của chính nước Mỹ, bởi vì an ninh và các nền kinh tế của chúng ta gắn liền và không thể tách rời nhau. Nhưng với việc Mỹ hiện đang là bên cung cấp phần lớn thiết bị quân sự cho Ukraine, ông McConnell đã kêu gọi các đồng minh châu Âu làm nhiều hơn nữa. Phát biểu tại Munich, ông McConnell nói, những đối tác của Mỹ trên lục địa này phải phản ánh quyết tâm và đáp lại cam kết mà Mỹ đã đưa ra. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa Michelle Macron cho biết trong chuyến thăm Kiev vừa qua rằng Washington đang chuyển hướng sang việc cân nhắc gửi tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu tới Ukraine. Các đảng viên Cộng hòa cánh hữu tại Hạ viện đã đưa ra đề xuất cắt viện trợ vào đầu tháng này nhưng không thu được nhiều sự ủng hộ. Chỉ có 11 nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong tổng số 222 người tại Hạ viện ký vào nghị quyết. Không nhiều, nhưng Rachel Rizzo, một thành viên cấp cao tại Trung tâm châu Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, đã cảnh báo rằng việc không cân nhắc đến nhóm người phản đối này có thể là một sai lầm. Rizzo nói, tầm ảnh hưởng của nhóm nhỏ vẫn chưa rõ, nhưng tôi nghĩ đó có thể là điều đáng lo ngại cho tất cả chúng ta. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt từng đợt tài trợ mới mà chính quyền ông Biden đưa ra kể từ khi xung đột bắt đầu. Cam kết viện trợ và hỗ trợ quân sự trị giá 113 tỷ đô la cho Ukraine và các quốc gia đồng minh cho đến nay. Thưa quý vị, ông Biden đã chứng kiến sự đồng thuận chính trị về Ukraine bắt đầu lung lay khi sự hỗ trợ vững chắc dành cho việc cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Ukraine ngày càng gây tranh cãi. Việc phản ứng của người dân trong nước, những số liệu gần đây cho thấy số người ủng hộ viện trợ đang giảm dần so với những tháng trước đây. Cuộc khảo sát gần đây nhất của Washington Post ABC News cho thấy khoảng 40% người được khảo sát cho biết Mỹ đang hỗ trợ đúng mức cho Ukraine. 1/3 số người cho rằng đang ủng hộ quá nhiều và khoảng 1/5 nói quá ít. Trong khi đó, 51% đảng viên Cộng hòa và những người độc lập nói rằng Mỹ đang làm quá nhiều. Một cuộc thăm dò mới do Fox News cho thấy 48% tán thành phản ứng của ông Biden đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, tăng lên từ 40% vào tháng 8. 50% nói rằng Mỹ nên hỗ trợ Ukraine chống lại người Nga, trong cho đến khi cần thiết để giành chiến thắng. Theo một cuộc khảo sát mới của Reuters, Asus với hơn 4.000 người Mỹ, được thực hiện từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2, tỷ lệ ủng hộ của người Mỹ đối với việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine đã giảm xuống còn 58%. Một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy tỷ lệ người trưởng thành cho rằng Mỹ đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine đã tăng 6% kể từ tháng 9 năm ngoái và 19% kể từ ngay sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine vào năm ngoái. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, sự thay đổi này chủ yếu là do ngày càng có nhiều đảng viên Cộng hòa bắt đầu đặt câu hỏi về sự hào phóng của Mỹ đối với Kiev. Xu hướng có thể ngày càng tăng tốc khi nước Mỹ bước vào mùa bầu cử. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy sự chia rẽ đảng phái rõ ràng với việc các đảng viên Cộng hòa ít ủng hộ hơn nhiều đối với những gì ông Biden đã cam kết với Ukraine. Một số tiếng nói lớn nhất trong đảng đã đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ, trong khi các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng vẫn kiên định ủng hộ Ukraine. Sự ủng hộ nhiệt tình giảm dần vào thời điểm chính trị Mỹ đang rối ren cũng có thể hạn chế khả năng của ông Biden trong việc thực hiện đầy đủ lời hứa của mình và ủng hộ vững chắc cho Ukraine cho đến khi nào quân đội Nga còn trên đất của nước này. Tại Warsaw, ông Biden tuyên bố rằng chiến thắng sẽ không bao giờ thuộc về Nga, nhưng bên cạnh những phát biểu đó, ông đã quyết định không giải thích chi tiết những câu hỏi quan trọng đang khiến Washington bận tâm. Như thế nào Nga mới được xem là thất bại và mức hỗ trợ tối đa của Mỹ có thể là bao nhiêu và liệu có bất kỳ ý niệm mơ hồ nào về việc kết thúc xung đột mà Mỹ đã tính tới hay không? Và điều quan trọng rằng ông Biden cần phải làm gì để có thể đạt được mục tiêu trong chính sách của mình? John Harp, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine cho biết ông Biden vẫn chưa xác định mục tiêu rõ ràng cho chính sách của Mỹ và ông ấy vẫn chưa thể hiện rõ ràng cho người Mỹ bằng ngôn ngữ dễ hiểu về lý do tại sao chúng tôi nên nỗ lực ủng hộ Ukraine. Khi được hỏi về sự suy giảm trong việc ủng hộ của công chúng đối với viện trợ quân sự cho Ukraine, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, bà Adrienne Watson đã không trả lời trực tiếp vấn đề này, nhưng cho biết người Mỹ biết điều gì đang bị đe dọa và việc này liên quan đến cuộc chiến tranh tự do và độc lập của Ukraine. Bà Watson nói, sự ủng hộ của người Mỹ đối với Ukraine được phản ánh qua sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng,
Ukraine nhận được sự hỗ trợ từ cả hai viện của Quốc hội. Một quan chức Mỹ giấu tên đã nói thẳng về sự hỗ trợ của Mỹ cho cuộc chiến, cho biết chính quyền ông Biden đã nói với chính phủ Ukraine rằng các nguồn lực của Mỹ không phải là vô hạn. Vị quan chức này nói, mọi người đều hiểu rằng cuộc chiến này sẽ phải kết thúc vào một thời điểm nào đó và tất cả chúng tôi đều muốn thấy nó kết thúc càng sớm càng tốt. Mục tiêu đã nêu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là đòi lại tất cả lãnh thổ mà Nga đã nắm quyền kiểm soát kể từ năm 2014, khi Moscow sáp nhập Crimea, và ông cho biết các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột không thể diễn ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin do thiếu lòng tin. Ông Jeremy Shapiro, người từng phục vụ trong Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, cho biết các quan chức cũng nhận ra rằng xung đột có nguy cơ leo thang và làm sao nhãng các vấn đề khác như sự cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc. Ông Shapiro, đồng thời là giám đốc nghiên cứu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, cho biết khả năng chính quyền ông Biden đề xuất với Kiev và Moscow thỏa hiệp sẽ bị hạn chế. Trong khi việc viện trợ cho Ukraine nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang đặt câu hỏi tại sao Mỹ chi hàng tỷ đô la để giúp Ukraine trong khi người Mỹ phải đối mặt với lạm phát cao và nền kinh tế khó khăn. Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đầy quyền lực, nói với Reuters rằng chính quyền cần tiếp tục thuyết phục công chúng Mỹ ủng hộ Ukraine trước những lo ngại chính đảng của cử tri. Ông nói, tôi có đủ kinh nghiệm để nói rằng những cam kết tốn kém thường sẽ không kéo dài lâu nếu không cho thấy sự thành công từ những cam kết này. Mark Kersen, cựu quan chức Lầu Năm Góc, hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết khả năng Ukraine ứng phó với Nga hiện nay phụ thuộc vào sự hỗ trợ nhất quán từ Washington và các đồng minh NATO. Ông Kersen nói, chiến thắng sẽ đến từ khả năng quân sự chủ yếu dựa vào vũ khí và đạn dược được gửi đến, sự huấn luyện mà NATO cung cấp và sự kiên cường của Ukraine. Cuộc thăm dò toàn cầu của IPAS vào cuối năm ngoái cho thấy đa số các thành viên NATO bao gồm Canada, Anh, Pháp, Hà Lan và Ba Lan đều tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Chỉ ở Hungary và Ý phản đối nhiều hơn là ủng hộ. Hiện tại, liên minh ủng hộ Ukraine trong Quốc hội vẫn đủ mạnh để duy trì dòng chảy viện trợ cho Kiev, nhưng việc này cũng sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa. Hoài nghi ngày càng nảy sinh nhiều ở Mỹ thì Ukraine sẽ ngày càng bất mãn hơn. Để sắp xếp lại việc này, chính quyền ông Biden có thể buộc phải thẳng thắn hơn ở tại một vấn đề nhạy cảm, đó là chỉ ra khả năng cuộc xung đột sẽ kết thúc như thế nào. Cho đến nay, chính quyền ông vẫn do dự vạch ra điều này. Những sắc thái trong triển vọng giữa Washington và Ukraine sẽ chỉ rõ ràng hơn theo thời gian. Giữa lúc các quan chức Ukraine khẳng định chiến thắng quân sự sẽ khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, thì các quan chức Mỹ lại tỏ ra không chắc chắn hơn. Họ đánh giá rằng cả Nga và Ukraine đều không đạt được mục tiêu trên chiến trường trong năm nay. Theo quan điểm của họ, để Kiev thắng thế sẽ mất nhiều năm nếu việc hỗ trợ quân sự không gặp trở ngại. Vì vậy, Washington luôn đề ra một câu thần chú mỗi khi đề cập đến việc ủng hộ Ukraine, đó là sẽ ủng hộ đến khi nào còn cần thiết. Trong khi đó, một số nhà phân tích tin rằng cần phải đề ra một mục tiêu rõ ràng hơn trong bối cảnh cuộc tranh luận đang diễn ra theo hướng đảng phái. Nhà thăm dò ý kiến của Đảng Dân Chủ Jeff Garin cho biết, về vấn đề đạo đức, tôi nghĩ ông ấy chưa nêu ra được lý do vì sao Ukraine lại quan trọng. Có thể sẽ có lúc ông ấy cần phải làm nhiều hơn nữa để giải thích cho mọi người hiểu tại sao điều đó nằm trong lợi ích chiến lược của Mỹ. Bà Rachel Zero, một thành viên cấp cao thuộc Trung tâm châu Âu của Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết, thông điệp và các mục tiêu lớn vẫn còn chưa cụ thể. Việc chính quyền ông Biden nói sẽ hỗ trợ đến khi nào cần thiết, không giống như rằng Washington sẽ viện trợ tất cả vũ khí cho Ukraine hay quyết tâm giáng cho Nga một đòn quyết định. Bà nói thêm, ông Biden cần tạo ra những điểm khác biệt, một điểm mà ông ấy cần phải lưu ý sau chuyến đi tới Kiev và châu Âu trong thời chiến, khi ông ấy đang dần chuyển sang cuộc chiến giành sự chấp thuận của dư luận trong nước. Thưa quý vị, liệu ông Biden đã làm đủ để giải thích lý do vì sao sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine là vì lợi ích an ninh của Mỹ hay chưa, là một phần của cuộc tranh luận khi năm thứ hai của cuộc chiến bắt đầu. Những tháng tới có thể gây thêm áp lực buộc ông Biden phải làm điều đó, trong bối cảnh ông đang bắt đầu gặp phải những thử thách trong chính sách của mình. Cùng lúc đó, khi mùa bầu cử đang cận kề, đó cũng là lúc chính quyền ông Biden cần phải tăng tốc làm nhiều hơn. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Câu chuyện Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.